Một trong những mẫu xe đẳng cấp nhất của dòng S không thể không nhắc đến Mercedes S500. Và điều đặc biệt nhất ở chiếc xe này không phải là vì nó quá đẳng cấp các anh chị ạ, cũng không phải nó sở hữu một chiều dài khủng, mà điều đặc biệt nhất em Hằng muốn nói tại video này chính là tầm tài chính với chiếc xe này. Hiện nay thì muốn sở hữu chiếc xe Mercedes S500 sản xuất 2016 như thế này, các anh chị phải bỏ ra có chưa đến 2 tỷ. Mà tại thời điểm khi nó mới, các anh chị nhé, khi nó mới sản xuất vào năm 2016, các anh chị sẽ phải bỏ ra với cái giá lăn bánh là gần 7 tỷ đồng. Và vì sao Mercedes S500 luôn là mong muốn của khách hàng, muốn được sở hữu, muốn được lái, muốn được cảm nhận và trải nghiệm, thì các anh chị hãy cùng em Hằng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Và với chiếc xe S500 này thì đang sở hữu biển Hà Nội, lăn bánh 62.000 km. Và với những mẫu S500 này thì form thông thường là nó cũng tương đồng với những chiếc xe S400. Tuy nhiên thì ở S500 sẽ có cam view đêm các anh chị nhé. Và hệ thống đèn pha của chiếc xe này sở hữu đèn pha LED thông minh. Và chiếc xe này thì sử dụng khối động cơ mạnh mẽ 4.6 lít cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km trong vòng có chưa đến 5 giây các anh chị ạ. Và nói đến đây thì có một số comment đã chia sẻ với em Hằng rằng thôi, không cần phải khả năng tăng tốc nhanh để làm gì cả, cứ đi an toàn chậm thôi cho nó chắc. Nhưng mà thực ra là khi em Hằng chia sẻ về khả năng tăng tốc của xe, không phải là chúng ta nói đến vấn đề đi nhanh hay đi chậm, mà ở đó sẽ thể hiện rằng chiếc xe này với khối động cơ mạnh mẽ, với khả năng tăng tốc nhanh thì nó sẽ mang đến cho các anh chị một cảm giác lái rất là chắc chắn và khả năng an toàn sẽ rất là cao. Đấy chính là điều mà em Hằng muốn chia sẻ với các anh chị. Các anh chị có thể nhìn thấy thì chiếc Mercedes S500 này sở hữu dàn lốp 19 inch, mâm đa chấu và có hệ thống thích ứng treo nâng hạ gầm. Đối với dòng S này thì phải nói rằng hệ thống bóng hơi của nó rất là bền và chắc chắn. Nó rất là to, cứng cáp và được bảo vệ cái bóng cao su bằng một cái lớp thép ở bên ngoài. Với những chiếc xe phải nói rằng nếu như khi sử dụng quá lâu năm thì mới có thể hỏng bóng hơi đối với dòng S này. Còn chiếc xe này sản xuất 2016 thì đến năm nay là 2023, em Hằng khẳng định rằng bóng hơi của chiếc xe này còn rất là tốt các anh chị nhé. Chiếc xe này thì sở hữu nội thất màu kem và khi bước chân vào nội thất thì các anh chị sẽ thấy có một cảm giác rất là quen thuộc. Nó na ná giống với những chiếc Maybach S600 đúng không ạ? Và toàn bộ chất liệu ở phần nội thất này thì được sử dụng đúng là giống với Maybach S600. Từ phần táp lô, ốp gỗ cho đến những cái thiết kế về hình quả chám. Và trên chiếc xe này thì được sử dụng loa Boommaster. Là công nghệ loa xoay, công nghệ 2N. Nó là một cái hệ thống loa phải nói rằng rất là đỉnh và đẳng cấp của Mercedes. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai ghế trước, hoàn toàn là hai ghế chỉnh điện. Và hệ thống thiết kế thì được sử dụng thiết kế Designo. Các anh chị có thể nhìn thấy từng chi tiết trên xe, phải nói rằng Mercedes đã thiết kế rất là tinh xảo từng chi tiết. Và tuy là một chiếc xe đã qua sử dụng nhưng để nó được gia chủ rất là giữ gìn. Chiếc xe thì sở hữu hai cửa sổ trời toàn cảnh, cùng với đó là hệ thống massage. Chúng ta sẽ có những cái cảm giác phải nói là rất là tận hưởng trên chiếc xe này. Xuống đến hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ có một cái không gian phải nói rất Maybach ạ. Tuy không phải Maybach nhưng lại đem một cái không gian phải nói rằng là nó rất là thoáng, rộng rãi. Có hai màn hình giải trí độc lập phía trước, có hai vùng điều hòa độc lập riêng biệt và có hai bệ đỡ chân. Và toàn bộ thiết kế về da thì các anh chị có thể nhìn thấy là gia chủ của chiếc xe này phải nói cũng rất là giữ gìn. Để có được một chiếc xe đã qua sử dụng 7 năm nhưng em Hằng nhìn thấy là rất nhiều những cái chi tiết mà gần như là còn rất mới các anh chị ạ. Các anh chị có thể nhìn lên phía trên trần, chúng ta có hệ thống loa Boommaster với công nghệ 3D giả lập và chúng ta có thể thấy là cái âm thanh được phát ra từ chiếc xe này nó rất giống với những rạp hát. Có một điều mà em Hằng phải chia sẻ rất thật với các anh chị, đó chính là màu nội thất của chiếc xe này. Đây chính là màu sắc mà được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Và phải nói rằng nếu như để nói xe màu đen nội thất kem thì khách hàng sẽ rất là thích ạ. Thế nhưng ưu điểm thì cũng là nhược điểm của chiếc xe. Màu kem này thì yêu cầu là các anh chị đi phải thực sự giữ gìn và chúng ta cũng lại phải thường xuyên mang đến những cái tiệm spa để chúng ta spa cái phần da màu kem này để nó luôn luôn được sạch sẽ và trông chiếc xe lúc nào cũng mới mẻ. Mọi người thì thường nói trêu nhau rằng là khi bước chân lên chiếc xe này sẽ ngửi ngay thấy một mùi, đấy là mùi dầu. Thực tế thì lên xe này là cũng có mùi đấy các anh chị ạ, nhưng nó là mùi nước hoa và y ông. Các anh chị có thể nhìn thấy là nó được trang bị sẵn nước hoa y ông
nên là khi mà chúng ta lên chiếc xe này, chúng ta sẽ có một cảm giác rất là thoải mái và sảng khoái nữa. Đây chính là những lý do mà vì sao khách hàng luôn mong muốn được sở hữu những chiếc Mercedes S500. Và với tầm tài chính chưa đến 1.8 tỷ, cụ thể là 1.790 tỷ, các anh chị hoàn toàn có thể sở hữu được mẫu xe này. Mọi chi tiết thì các anh chị có thể gửi về cho em Hằng qua số hotline ở phía dưới hoặc inbox cho em Hằng. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.